Xin tiếp tục mời đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp. Kính thưa thống đốc, tôi xin gửi đến thống đốc hai câu hỏi. Việc hạn chế sử dụng tiền mặt lưu thông trên thị trường đã và đang được áp dụng theo quy định của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, không ít tổ chức cá nhân còn sử dụng tiền mặt với số lượng rất lớn, hàng chục tỷ đồng để giao dịch. Ví dụ như trong vụ của Việt Á, có trường hợp khám xét nơi làm việc của người phạm tội có hàng chục tỷ đồng trong tủ. Thống đốc cho biết sao tại sao có trường hợp này? Phải chăng có sự bất cập trong cái sự quản lý của ngành ngân hàng? Một vấn đề thứ hai là liên quan tới cái việc là tín dụng đen. Tín dụng đen hiện nay là đã và đang khắp, đã mặc dù đã có đại biểu đã chất vấn rồi, tuy nhiên tôi thấy rằng cái việc này thời gian qua rất nhiều, rất dài mà chúng ta chưa xử lý được những cái trường hợp này. Có những trường hợp gia đình tan nát, bị khủng bố gì cũng gì xã hội đen. Cho nên tôi đề nghị thống đốc cho biết nguyên nhân lý do này, và câu này cũng xin chuyển đến Bộ trưởng Bộ Công an để giải trình và có biết thêm về mặt xử lý đối với những đối tượng này. Xin cảm ơn thống đốc. Xin cảm ơn đại biểu.